Rồi, hello cho anh em nha. Hôm nay 15 tháng 5 mình mới về thêm được cái xác máy QH110 hàng rã xe bãi Campuchia về nha. Đó, mình quay sơ bộ trước cho anh em nha. Đây là cục máy QH110 phân tự động nha, có đời luôn. Nhưng mà máy này là máy rã xe bãi Campuchia về, nói chung là máy dây chai á. Đây mình bán gọi là máy này máy dây chai, bán sát cho anh em về thích làm gì làm, muốn độ chế, muốn làm gì các kiểu thì do anh em ha. Thì nói chung là những cái máy bãi này thì mình mua rẻ thì mình bán rẻ. Rồi mình bán cho anh em với hình thức là thì hình thức bên ngoài mình nhìn như thế này nè. Thì cái máy là đồ zin hết nha, đúng đồ zin của QH110 hết. Lòng, lốc, đồ này kia là đúng đồ zin QH110 hết. Bán thì mình mua rẻ mình bán rẻ. Thì giá cho cục máy QH110 con tự động này là mình bán cho anh em với giá là 2.6 triệu ha. Máy là hình sau, hàng dạy. Bán thì mình chỉ nói chung là những cái máy bãi dây chai thì mình bán rồi là mua đứt bán đoạn, có nghĩa là mình thấy máy sao mình mua vậy, anh em cảm thấy hợp lý mua, và anh em mua về muốn làm gì làm, muốn rã ra lấy đồ, muốn đôn dên sổ trái hay muốn làm gì tùy anh em ha. Bán là cũng như là giống như là hình sao hàng dạy thôi. Thì theo hình thức bên ngoài mình thấy những cục máy như thế này thì đó là đúng đồ zin của QH110 hết nè. Bên trong là đủ đồ nha anh em, bên trong là bao anh em là đầy đủ đồ nha. Đó, mình nghĩ bên trong cũng còn đầy đủ đồ hết, nhưng mình bán thì chỉ biết là mình coi đồ nhìn bên ngoài thì mình biết đồ nó là đồ zin đúng với QH110 nè. Như máy là đầu mã ET12 nè, lòng zin, đầu zin, lóc zin đồ hết, nói chung là đúng đồ zin hết nha anh em. Đó, thì cái máy QH110 này mình bán cái xác máy này cho anh em với giá là 2.6 triệu cho cục máy này ha. Đó, bán là dưới hình thức là mua sao bán vậy. Đó, mình bán là giá là 2.6 triệu nha, 2.6 triệu cho cục máy này. Thì đối với bây giờ, ví dụ mình có 2.6 triệu này mình sẽ mua được cái gì? 2.6 triệu vô hôm nay mua, anh em mua cái vỏ lòng này là hết, trừ một vỏ đầu là hết 1.2 triệu, vỏ lòng là 600 là hết 1.8 triệu ha, một cái lốc bơm nhất rồi, một cái lốc lơ bơm nhất rồi thôi là khoảng 1.2 triệu nữa, là anh em thấy nó khoảng 3 triệu rồi. Rồi số xiết dên, rồi những cái món lặt vặt cần muỗng nồi nắp nồi đồ này kia, nói chung là các kiểu. Với giá này thì lợi là mình mua dây chai thì bán giá dây chai, có lời là mình bán ha. Thì hình thức là chứ là máy sao bán vậy thôi đó. Mình không có bao bất cứ cái gì hết, như này mình bao anh em là đúng hình thức bên ngoài nè, rồi toàn bộ đúng đồ QH110 hết, còn bên trong thì bao đủ đồ cho anh em này ha. Đó, mua đất bán đoạn, bán thì với cái giá này anh em mua cỡ nào về cũng phải lời, tại vì mình công việc mình rất là nhiều nên mình không có thể nào mình rã mình bán phụ tùng cho anh em được, cứ bán nguyên cục vậy có lời, ít là mình bán cho anh em luôn đó. Máy rã cả bãi Campuchia về ha, máy QH110 này là mình bán 2.6 triệu nha. Anh em nào cần cái alo em, mỗi số điện thoại là 0933 996332 ha.